Ồn ào giữa đêm, chú chuột hamster bị sen búng cho phát muốn sang chấn tâm lý. Không biết mấy bạn nuôi hamster có biết không chứ, tụi này hình như nó hay ngứa răng hay sao đó. Nửa đêm nửa hôm mà đi gặm cái gì rột rột, làm tưởng có trộm sợ muốn chết. Lấy hết can đảm đi ra xem thử thì thấy hung thủ là nó. Thực sự là tức không để đâu cho hết. Mình có ký đầu nó một phát mà trời ơi, nó lăn mấy vòng luôn mọi người, chui tận vào trong ổ luôn. Chắc được khoảng vài giây, sau khi nó đã bình tĩnh trở lại thì lật đật chạy ra, mặt thì đầy vẻ oán trách lẫn hoang mang nhìn mình. Ủa gì vậy? Tự nhiên nửa đêm mở cửa nhà người ta rồi búng cho phát muốn sang chấn luôn vậy đó. Đây là hành vi phạm pháp có biết không? Không. Ai biết đâu, ký nhẹ có phát mà sao tự nhiên bay xa dữ. Thôi xin lỗi nha. Mấy con này nó mỏng manh yếu đuối lắm, động xíu rồi bị thương, rồi ra đi bất tử. Mua không có nhiều mà tiền để duy trì mạng sống cho nó thì nhiều. May không sao chứ xui thì tự nhiên về chầu ông bà sớm mà không biết tại sao mình đăng xuất luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.